kính chào quý khán thính giả của đài VNTV. Phương Quỳnh hiện đang có mặt tại Linda Vista, 33 năm multicultural, tức là 33 năm đa chủng tộc của Bayside tổ chức. Phương Quỳnh kính mời quý khán thính giả theo chân Phương Quỳnh xem là họ tổ chức như thế nào và có những hoạt động nào nha. Rất hân hạnh được đứng kế chị Tammy là một người của Bayside. Chào chị. Chào Phương Quỳnh. Chị ơi, chị có thể cho quý khán giả của VNTV biết là cái hội chợ này cũng như cái parade này là như thế nào được không? Em biết là diễn ra hàng năm nhưng mà năm nay là lần đầu tiên em tới, thì chị có thể chia sẻ thêm được không ạ? Ok, theo như chị biết á, thì cái hội chợ này là diễn ra hàng năm. Mà tại vì cái khu vực Linda Vista của mình á, là giống như có nhiều sắc dân, thành ra họ tổ chức nó gọi là Multicultural Festival đó, cho hàng năm để cho tất cả mọi người ở Linda Vista đến tham dự, để mà mình giống như là mình duy trì cái phong tục tập quán của mỗi một sắc dân như vậy, cùng với nhau như vậy, để cho vui là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bảo tồn cái văn hóa của mỗi cái sắc dân. Đó, điều đó rất là quan trọng và rất là tốt cho cái thế hệ tiếp nối, đúng không? Dạ. Mà cái chương trình này là do Bayside tổ chức hả chị, hay là do cái chỗ khác tổ chức ạ? Thực sự không, Bayside là một thành phần thôi, mà cái người tổ chức đó là cái họ là một cái nhóm chung hết của tất cả, thì họ tổ chức ra như vậy để cho mọi người đều tham gia. Cái hội chợ này được tổ chức bởi của cái tổ chức đa văn hóa, họ làm ra cái này hàng năm để mà giống như là cho các sắc dân của Linda Vista, để duy trì cái truyền thống của mọi sắc dân trong cái khu vực này. Thì cô Rose á, là làm cho Bayside đó, thì cô là cái người secretary của cái nhóm đó. Dạ, thành ra là lúc nào cũng thấy Bayside ở đây là như vậy. Dạ. Dạ, em cảm ơn những lời chia sẻ của chị. Dạ. Thank you so much Phương Quỳnh. Dạ. and I love to see the parade. Dạ. Thank you. Hi, can you please tell what your name? Marissa. Brad. Okay. Have you been into this fair and parade before? No, it's our first time actually. Okay. First time. And how did you know about this fair and parade? Well, we came because of Thrive School. They gave us the opportunity to meet some of the teachers, and we're trying to evaluate if we're going to put our child into their school. So, yeah. What is your experience so far? It's very good. It's fun. Lots of different kinds of people, and it looks like awesome food and fun. So we're going to hang out for a little bit with cool, our kids. Cool community event. We like it. Kính chào quý vị, cũng như quý vị biết hội chợ này là dành cho đa chủng tộc hoặc là những chủng tộc khác nhau. Thì Phương Quỳnh đang đứng kế một cái booth của người Korea. Hi, can you please tell us about what is your organization is? Hey, we are from a local church called San Diego Calvary Korean Church. We are here today to enjoy our local people around Linda Vista. And also we try to send the gospel of a good news to hear a lot of Vietnam people and a lot of Spanish people who may not know the Jesus is our path and our the truth. That's why we are here, and we try to enjoy the sunshine and everything here. Yeah. All right. And I know this is the 33rd annual. Have you been here before, or this is the first time that you guys have the table here? Yeah, we've been attending this fair since several years ago, and each year we come out and we enjoy the fair, and also we try to introduce our church and also the Jesus and our life and everything in here. Yeah, we've been here like 5 years. Thank you so much for all your right. time. Thank you.
Kính chào quý vị, Phương Quỳnh đang có mặt tại booth này. Booth này là cho nhà thờ mà cho cộng đồng của những người Latino. Bây giờ Phương Quỳnh xin hỏi cô một vài câu hỏi. Hi, can you please tell us about what is your organization is? Yes, we're from the church called Gran Comisión Ministries. And we're located right here in 2435 Ulrich Street. And we're here to promote our Dia del Niño Children's Day event for the community of Linda Vista. So everybody is welcome. We're going to have a play and we're going to have a carnival. And the kids get to play and everything is free. Kids get to get toys and they get to eat and they get to go home very, very happy. So that's what we're here for. And I know this is the 33rd annual. Have you been here before or this is the first time you guys come out here? This will be our third year coming out. So it's, again, you know, we're here. We're part of this community. So we're here to show the community that there's a church that loves this community. So we're here to promote our event. Okay, thank you so much. And I hope you enjoy your time here. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you. You too. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm so shy. Quý vị ơi, ngoài ở đây có những đồ ăn, rồi có những cái booth, cũng có những trò chơi. Bây giờ Phương Quỳnh sẽ hỏi cái cô bé này chỉ của mình là chơi như thế nào nha. Can you please explain what game is it and how to play? This is called the goldfish game. Basically what you do, $3 for 15 balls, you make it in once and you get a goldfish. Or some parents don't want a goldfish, or you can get a stuffed animal. But $5 for 40 balls, and $7 for a bucket, if you purchase that but don't make any, you still get a free fish. Then $10 for the special that we have, basically you get an aquarium and a fish, and 10 balls to make more goldfish. That's basically how you play. Can you please demo a little bit for us? Basically, you just want to make it bounce so you have the most chance so it makes it in. Basically, you want to do. That's all you want to do. That's it. Okay. Thank you so much. Phương Quỳnh xin tóm tắt lại là cô bé này nói là cái này là chơi là mình thảy trái banh đó vào những cái hồ cá nhỏ nhỏ đó quý vị. Nếu mà quý vị thảy trúng một cái hồ cá là quý vị sẽ được một con cá vàng nha. Mình sẽ mua 3 đồng thì mình được 15 trái banh và 5 đồng thì được 40 trái banh. Thì mình cứ thảy vô đến khi nào mà nó vô đến những cái bên đó thôi. Mà cô có chỉ một cái chip nhỏ nhỏ là mình thảy làm sao cho nó tưng á, thì nó tưng vô những cái lỗ đó thì nó sẽ dễ trúng hơn. Cái trò chơi kế tiếp là quý vị thấy ở đây là người ta có những cái banh bự hơn, là người ta bán 2 cái banh 3 đồng hoặc là 4 cái banh 5 đồng. Thì ở trên những cái lỗ đó nó có màu khác nhau, nó có màu đỏ nè, màu vàng, màu xanh với lại màu tím. Thì quý vị chọn vô được cái lỗ mà màu tím á, thì quý vị chọn cái nào cũng được. Quý vị mà vô được cái lỗ mà màu xanh xanh dương á, là mình sẽ được một cái con gấu bông lớn. Mà mình vô được cái xanh lá cây là mình được một cái con gấu bông nhỏ. Và mình vô cái màu đỏ là mình sẽ được free một trái banh. Còn nếu mà quý vị nào thảy vô cái màu vàng là coi như mình thua rồi ha. Phương Quỳnh rất hân hạnh được đứng kế cô Lisa. Cô là trưởng ban tổ chức. Hi. Hi, nice to meet you. My name is Lisette Martinez and I am one of the MCs for the Linda Vista Multicultural Fair and Parade. This is the second year in a row that I get the opportunity to be here. It's a very special event because it's so tied to our Linda Vista community here. I'm also representing the University of San Diego, which is heavily involved every year in this parade. I am an alumni and the media relations director there. So it's very special for me. It's very special for the people here. It's a chance for them to come together, sharing their food, sharing their culture, look at what access they have to services and other things here in their community. Is that anything special this year that different compared to the other years? I think every year is just a little special. Every year we grow a little more. So to me, every year is special. And whoever needs to be on this stage that is still walking around taking advantage of the great food, please make your way over to the stage. Once again, if you have a seat with your name on it on this stage, please make your way up to the stage. Yeah. We should be starting very shortly. Yeah, very shortly. So how about that lumpia, eh?
Y'all sound dead out there. Linda Vista, are you alive? Come on, Linda Vista. You can do better than that. I said, Linda Vista, make some noise. Woo-hoo! All right, just checking. Make some noise for these gentlemen. So, Michael, I hear that you're a local DJ. Weddings? Oh, yes, I'm a local DJ and I do weddings. But in the meantime, who do we have in front of us? Well, we have somebody very special, our friend Marshall. Our grandma Marshall is a Vietnam War veteran, John Baca. He was awarded the Medal of Honor, so please everybody a round of applause for his actions in combat. Let me tell you, he saved the lives of his fellow soldiers and received severe injuries. He's a true, true American hero. Come on, guys, let's give it. Big shout out to Mary Prine for driving that beautiful vehicle. That's a lot of people. All right. And we have the University of San Diego Spirit Team, Carrera Sports Team. Woo! Woo! Next up, we have James Madison High School Army, JROTC. Please make some noise. Madison High School Army, JROTC unit is an award-winning unit. The unit is in the top 10% of all JORTC programs in the world. The cadets before you are just a small representation of the entire program. Thank you very much. California Senate President Pro Tempore Tony Atkins. Please make some noise. As Senate President Pro Tem, Tony Atkins leads the 40-member Senate to improve the quality of life for all Californians. She represents the 39th Senate District that includes the great community of Linda Vista. She's a champion for affordable housing, health care, veteran services, economic and social justice, and the battle against human trafficking. Big Linda Vista cheer for you, Tony Atkins. The driver is Thomas Bramble. Thank you for driving safely, Thomas. All right, just asking that. State Assemblywoman Dr. Shirley Weber, Assembly Member Shirley Nash Weber, November of 2012, to present California 79th Assembly District. Dr. Weber chairs the Assembly Budget Subcommittee on Public Safety. She also serves as a member of the Assembly Standing Committee on Education, Higher Education, Election, Budget, and Banking and Finance. Her driver is Michael Ruiz.
mentions Linda Vista's own Kearney High School, JROTC. Also included is the drum corps and a corps of cadets. These students are proud to serve their community. Let's give a rousing cheer for Kearney High School! One more time, let's give a rousing cheer for Kearney Mesa High School. Federation of San Diego is a nonprofit organization to serve the Vietnamese community to promote the Vietnamese culture to the younger generation. Let's give the Vietnamese Federation a rousing Linda Vista welcome. Thank you.
Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và Phương Quỳnh xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.